Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả lạc quan. Số ca mới luôn duy trì dưới 200. Đặc biệt trong 2 ngày gần nhất, ngày 5 và 6 tháng 2, ghi nhận dưới 50 ca mỗi ngày, là mức thấp nhất trong 8 tháng qua. Đây là những ngày thành phố Hồ Chí Minh có số ca COVID-19 mới thấp nhất hơn 8 tháng qua. Thời điểm thành phố Hồ Chí Minh còn theo đuổi chiến dịch Zero COVID-19, chỉ với vài ca cộng đồng cũng đã gây ra nhiều quan ngại lớn cho ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Những tháng tiếp theo, tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng căng thẳng khi số ca nhiễm mới mỗi ngày một leo thang. Ở những tháng cao điểm như tháng 7 và 8, Tiền Phong đã ghi nhận hơn 10.000 ca mỗi ngày. Cũng theo báo cáo này, thành phố Hồ Chí Minh chưa phát hiện thêm ca Omicron mới, vẫn duy trì 92 ca trong gần 2 tuần qua. Trong cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố gần nhất, ngày 27 tháng 1, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Nguyễn Hồng Tâm cho biết thành phố cơ bản đã khống chế được biến chủng Omicron trong cộng đồng. Ở phạm vi cả nước, Bộ Y tế cho biết mặc dù số ca mới ở một số tỉnh thành phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, vẫn khá cao, nhưng số tử vong đang giảm nhanh cho thấy những hiệu quả về điều trị, số ca chuyển nặng giảm. Ngày 6 tháng 2, cả nước chỉ ghi nhận 63 ca tử vong, là mức thấp nhất tính từ giữa tháng 11 năm 2021 đến nay. Bộ Y tế cho biết thời điểm 7 giờ sáng ngày 7 tháng 2, cả nước còn 107.106 F0 đang được theo dõi, điều trị, trong đó có 40.468 được theo dõi, điều trị tại bệnh viện, bao gồm 2.087 ca nặng. So với trung bình 7 ngày trước, số ca bệnh mới ghi nhận ngày 6 tháng 2 giảm 9,7%, số ca tử vong giảm 31,7%, số đang điều trị giảm 2,4 lần, số ca nặng giảm 29%. So sánh tuần này với tuần trước, số ca mắc mới ít hơn 31,5%, số tử vong thấp hơn 31,2%, số ca khỏi tăng 9,2%, số ca nặng, nguy kịch thấp hơn 31,6%.